Mới mua được một quả bắp mà cho mấy con vẹt ăn nha các bạn. Đẹp không? Giờ mình sẽ cắt ra để cho vẹt ăn. Đây là mình đã cắt xong rồi nha các bạn. Mình ra đây mình vứt vỏ. Đây. Được không? Cái phòng em rồi ơi. Bắp này cho người ăn nha các bạn, nhưng mà mình này lấy cho con vẹt ăn. Ở trong phòng em ấy. Được không ạ? Đã ở vị trí cầm mình sẽ cho ăn. Phát là lao cái cắn xé liền, chứ không? Chứ không? Đây, cho mình ăn đây. Cắn xé. Gớm không các bạn? Không phải khẩu của mấy con này đúng không? Giờ bên này cũng ăn ầm ầm rồi không? Đấy, ngọn leo. Khoái khẩu mấy con két vẹt là vậy đấy. Xong nhớ ạ. Thịt ăn nhất món này trên trần đời luôn. Đây đang ăn ầm ầm đây, thấy không? Đây mình sẽ thay nước để cho bọn nó tí. Thấy không? Phá ăn phá. Thật ra hôm nay chỉ ăn cái mầm non đấy thôi. Đúng không? Đây kia kìa, hai em cũng đang ăn. Con ở giữa đây đang hơi buồn đấy các bạn. Đây, ăn gớm không? Phá gớm không? Gớm không? Thôi để từ từ đã, phá quá mà đang mò rồi. Thấy thèm lắm rồi. Thôi cắn đau lắm, chơi với mày nữa.